Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ngữ pháp bất quy tắc có bát chim là tờ thi gật. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở bài số 8 giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. Khi động từ kết thúc bằng bát chim thi gật gặp nguyên âm thì thi gật sẽ biến đổi thành liền, ví dụ tứt tà hoặc cớt tà. Ở đây chúng ta lấy ví dụ tứt tà, cớt tà ở trong những cái trường hợp bị thay đổi khi gặp nguyên âm. A à, ơ thì sẽ thành thrio, croio. Và chúng ta chia ở quá khứ, chúng ta là throsio, crosio. Nếu gặp nguyên âm ư ở trong ư ở đôi câu thì chúng ta là thrisio hoặc là crisio. Chúng ta gặp ư ở lol kayo, thrun Còn những cái như là cô dùng để nối thì vẫn là bỏ chữ tà bởi vì đây là bắt đầu và là phụ âm bắt đầu là phụ âm chúng ta vẫn giữ nguyên và chỉ việc bỏ tà bỏ chữ tà ví dụ tức cô cớt cô tức chiman", cớt chiman", tức simpida", cớt simpida". chúng ta có các ví dụ như sau ở trên bồ hết sơ yếu hết à, hôm qua bạn đã làm gì cũng muốn này sơ 우리 버스는 탈까요? 중 h 공 n g ta 아니요. 걸어서 가요. 중 h 리 n 한국 음악은 듣지만 한국 뉴스는 안 들어요. r a 오는잘 들으세요. Là, tôi nghe nhạc Hàn Quốc nhưng tôi lại không uh, n g Đài tiếng nói. Nhưng không phải tất cả các động từ kết thúc bằng tiếng đều chia theo dạng bất quy tắc. Ví dụ, chê, sơn muôn lớn, phá dư dèo, bà thì chúng ta không có sự thay đổi gì cả. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé ngoài ra các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukahasomida, bye bye.